Ok mọi người ơi, thì cái thùng hàng của mình đã về rồi đây. Thì hồi nãy là nó có một cái lớp bọc ở bên ngoài á, thì mình có mở cái bọc lớp bọc nó ra rồi. Thì bây giờ mọi người hãy cùng khui cái thùng bên trong với mình nha. Tại vì cái lớp bọc bên ngoài nó hơi dày nên mình khui trước cho nó đỡ mất thời gian á. Thì cái thùng này là mình về được 120 mấy hay 150 mini và một vài mẫu to ha. Đây, trong video này thì mình sẽ khui tầm một thùng trước hoặc là hai thùng á mọi người. Ok, trời ơi mọi người rất là xinh. Mọi người thấy cái mẫu nào mới về chứ mọi người? Đây, mình có được cái combo này, mình về được tầm 10 cái combo luôn á. Tại vì đợt trước là bị đứt hàng và mình order rất là lâu luôn. Mình order từ hồi Tết đến giờ luôn á mọi người, mà bây giờ hàng mới về á. Mình order từ hồi Tết đến giờ luôn. Mà mình cực kỳ thích mấy cái combo này luôn đó mọi người. Bóp rất là thích. Combo thì có hai em nha. Và mình chỉ được này, mình chỉ về màu hồng thôi nha mọi người. Được này mình chỉ về màu hồng thôi. Đây. Thì mình cho cái thùng này thì tầm có 5 combo nha mọi người. Rất là mềm luôn. Rồi mình sẽ coi cộng có đây mọi người, mình thấy được có một cái mẫu đào nữa. Thì cái mẫu này là hôm bữa là mình về cũng bị đứt hàng luôn, mà bây giờ thì về lại ha. Đợt này mình chỉ cũng về được có 5 trái thôi. Nên năm bạn nào nhanh tay nhất á, thì có thể mua ủng hộ mình nha. Thì mình chỉ có 5 trái thôi nha mọi người. Đào hồng cực kỳ chất lượng. Đa phần thì mọi người thích đào hồng nhiều hơn á, nhưng mà xưởng cũng rất là ít hàng nên mình chỉ về được nhiêu đây thôi. Tiếp theo thì mình về lại những cái banner 7 xăng ha. Đây là cái ngôi sao này mình về cũng rất là nhiều. Ui mình có mẫu mới nha mọi người. Mẫu rất là cưng ha. Mình không biết gõ nó là sao nữa, nhưng mình sẽ bóc ra một cái cho mọi người. Những cái mẫu này thì sau khi mình ra video unboxing thì mình sẽ đăng hết lên Shopee cho mọi người nha. Tại vì mình cũng không chắc là mình có ra video bao giờ hay không. Nên mọi người muốn mua cập nhật nhanh thì mọi người có thể lên Shopee của mình. Shopee của mình thì mình có để dưới phần mô tả, mọi người có thể lên Shopee gõ ra ha. Là sẽ ra shop của mình ấy. Mình thấy có cái em này rất là xinh mọi người, rất là cưng. Để làm móc khóa thì cái chất rất là chất lượng, bởi vì cái móc khóa của nó rất là cứng cáp luôn. Mình có hai em như thế này. Rồi tiếp theo mình có cái mẫu mới là một bánh hai muối ha. Nó hơi bị có khuyết điểm một chút mà hơi kệ. Rồi để mình coi còn có mẫu mới này không nha mọi người. Ui mình có được một cái em donut nè. Mềm quá. Donut này là donut thú ha. Đây mình lại được em tiên cá, cái tim. Mấy cái bánh mì tròn này được nào là mình cũng sẽ về nha. Bởi vì nó mình vừa bán được combo mà mình vừa bán được là lẻ, nên là mình sẽ phối cho mọi người. À mọi người, đợt này thì mình về rất là nhiều mini nên mình sẽ xỉ sushi mini nha mọi người. Mình sẽ xỉ 20 em sushi mini. Đó à, trong đó vừa có những em 10.000, có những em 12.000, có những em 15.000 luôn nha mọi người. Bán rất là lời, mọi người mua về cũng bán rất là lời ha. Đây là những cái mẫu cũ mà mình về lại thì mình sẽ tua qua. Mình có cái bánh này rất là mềm, rất là xinh nữa. Em rùa ha. Mấy cái donut này đợt nào là cũng sẽ có mặt trong cái thùng hàng về của mình. Bánh bao đây, macaron nè. Đây mình về được một cái em lê ha, rất là mềm. Cái tim nè. Còn đây là em heo, em macaron của Nhật, em lạc ha. Đây vẫn là rùa. Đây em sừng bò, nhưng mà cái sừng bò này nó nhỏ hơn sừng bò trước nha mọi người. Ui mấy em này mềm quá à. Há kẹo. Ui mình có một cái em mới nè mọi người, rất là xinh luôn. Rất là xinh. Ui siêu chụm tăng luôn, nó kiểu như nó chất Indo á mọi người. Rất là mềm.
Đây là kem ha. Kem đợt này là mình cũng về hơi ít á. Nếu bạn nào mà chưa mua được kem thì mọi người có thể mua nha, bởi vì cái món rất là đẹp bên mình luôn. Chính là cà rốt, bánh mì. À đây, mình có em gấu này, rất là mềm. Em gấu ngồi, gấu đứng gì đó mọi người. Mình mê rất là nhiều mấy cái bánh này luôn á. Đây mọi người, đây là những mẫu mới nữa, là mẫu macaron ha. Đây là macaron của Nhật nha mọi người nhé. Đây là macaron của Nhật. Nãy thì mình cũng giới thiệu vài mẫu rồi. Đây thì đợt này là mình về thử 12-13 em macaron này. Màu trắng rất là xinh nè. Còn đây là macaron cứng cứng á mọi người, bóp rất là thích luôn. Kiểu như xả stress á. Nó không có slow nhưng mà cái màu của nó rất là đẹp nha mọi người. Hàng Nhật á. Mình có một cái em, em này em rồng ha. Kim chi bi mình về lại nè. Đậu nấm. À mình có một em đậu hũ rồi nha mọi người. Có một em đậu hũ duy nhất luôn. Bên đây bảy xăng. Mực. Như không còn mẫu nào mới nha mọi người. Mặt cuốn nè. À mình về lại mặt cuốn dẹp. Còn đây là cái em mẹ hấu á. À đây mình có một em dưa hấu ha. Rất là mềm luôn. Ok, và video của mình đã kết thúc rồi. Và nếu các bạn thích video này thì hãy like, share và đăng ký cho kênh của mình ha. Bye bye mọi người nha. Đây, nói chung là mình đã giới thiệu xong hết rồi á.